Cửa hàng Nô Cơ Trẻ xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã Bà Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và các sản phẩm toàn quốc. Quý vị, anh chị mua hàng cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em. Hôm nay bên em có một con máy cưa xích Tanaka bộ đen là nó ECV380. Hôm nay thì anh em đi khai thác chuyên nghiệp anh em nhé. Máy rất là đẹp, mới tinh như chưa sang. Tôi quay chi tiết một vòng cho anh em xem nhé. Rất là đẹp anh em. Mới tinh. Máy khai thác thì không phải suy nghĩ, cắt rất là bền luôn. Rất là mới luôn nhé. Làm zin theo máy 4 tấc rưỡi, cần 5 tấc. Model Nhật Bản mọi người nhé. Đây, số series 213321. Đẹp len ken. Xuất sắc luôn. Đó. Còn còn cho anh em xem. Tạm bài. Nguyên rin hết rồi nhé. Len ken. Hàng này là dành cho những đi khai thác chuyên nghiệp nhé. Và 8cc, con này nòng nó là 40,5cc. À 5 ly, xin lỗi nhé. Nòng nó trắng bút luôn. Không suy nghĩ này. Rất là mới đây. Chế xong con bò mới lắm. Để tinh như chế xài. Rất là đẹp. Để tinh. Rất là đẹp nhé. Cái lam này cắt được 4 tấc rưỡi. À, quên cắt được 4 tấc, xin lỗi anh em, 4 tấc. Kết xà men luôn. Đẹp len ken. 38cc. Mẫu này là anh em đi khai thác rất là ok luôn. Cân nặng nó tầm khoảng 4 cân rưỡi. 38cc là đi khai thác quá ngon. Và đặc biệt ở đây ấy, thì làm riêng theo máy là làm nhông. Làm đầu nhông nhá. Nhưng mà anh em kết thì anh em đổ thêm làm này này. Làm Latin này. Anh em bù thêm 200.000. Anh em đổi làm dài hơn một chút nữa, nó dài hơn một chút như thế này đó. Tại lam này đủ 5 tấc à. Nhưng mà lam này thì nó là lam đầu Latin thì nó hợp cái máy mà đi khai thác cắt nhiều, nó ok hơn. Mình cũng thử hơi cho anh em, riêng máy mình cam kết bao nguyên viên cho anh em nhé. Máy xin nguyên đất này à, anh em thấy hơi nó xài mít tông là 40,5 ly, nhưng mà bạc bỏng nhé, hơi cực kỳ tốt. Anh em mà muốn để mà máy nó bền bền cái hộp giặt này, anh em đạp vào đây, anh em kéo ra vào rồi anh em giặt. Bao nổ ngọt rồi. Cây găng ti nằm đây này, chỉnh lớn nhỏ anh em chỉnh đây. Đấy là nguyên zin. Cắt cực kỳ khỏe luôn. Nói chung là hàng này hàng hệ nhé. Em bán biết bao nhiêu cây này, không có khách nào fan hàng mấy máy này. Về cây nào là giúp cái đó luôn. Đó, đi khai thác nha. Cưa gia đình thì con này thật sự nó quá quá ngon luôn đấy, quá phí luôn đấy. Đó, đi khai thác kiếm cơm con này rất là ok luôn. Đó. Mình bao rin bảo hành 12 tháng, bao lột nào nhé, không bao xước, không bao bể gì ha. Anh em chốt thì cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại 0337019191, 0974644973. Đó, cọc trước một ít tiền này mình ship cho anh em. Còn phụ kiện đi theo kèm thì mình vẫn tặng cho anh em 4 món để anh em phải sử dụng. Nói chung là máy là quá ok anh em ạ. Lâu lâu về được một con mấy con đẹp đẹp này anh em. Cơ thì chốt sớm nhá. Thích đổi làm là tinh thì phụ thêm 200.000 mình đổi cho. Rồi ráp xích mới cho anh em luôn. Tại vì cái làm này nó ngắn hơn, không có để cái xích đó được ha. Vì sao phải thay đây. Xích mới rồi thay cái làm ngon cho anh em luôn. Để anh em đi khai thác. Rồi. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.